Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài đặt và cài đặt phần mềm Manable. Đây, file này mình đã tải xong rồi. Đầu tiên mình chạy file application. Yes. Quá trình cài đặt này thì sẽ mất nhiều thời gian, các bạn cố gắng đợi. Trên chạy xong các bạn chọn ngôn ngữ thì cài đặt, mình chọn ngôn ngữ click. Ok, chọn next, accept, next. Đây mình chọn enable design pro recon desktop chúng tôi.
Sao không bàn chọn quên đi. Đó các bạn mở file grab lên và chạy file nullable clone 1.19.180. Các bạn click vào cái chữ màu đỏ này, nó hiện là chữ OK là được. Xong các bạn tắt đi, sau đó mở phần mềm lên. Đây mình cài nó nằm ở đây rồi. Mình chọn Do Not Delete. Finish.